Thế nhiều trường đại học chỉ dự kiến dạy học online vài tuần, nhưng hiện nay khi thời gian nghỉ không xác định đến khi nào, các trường đã phải xây dựng các kịch bản khác nhau khi sinh viên có thể tháng 4, thậm chí tháng 6, tháng 7 mới quay lại trường. Dù tình huống nào thì việc kiểm tra đánh giá khi sinh viên học online vẫn phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo chuẩn đầu ra. Không chỉ được triển khai trong thời gian sinh viên tạm nghỉ do dịch COVID-19, đào tạo trực tuyến đang được nhiều trường đầu tư mạnh nhằm đa dạng mô hình đào tạo, học tập trong thời đại 4.0. Cách thức kiểm tra và đánh giá sinh viên khi học trực tuyến cũng được cho là rất chính xác và công bằng.